Có một điều mà mình vẫn luôn thắc mắc là tại sao Lightroom với Photoshop nó là một cái hãng lớn nhưng mà cho tới thời điểm hiện tại mình chưa thấy một cái công cụ nào ứng dụng AI, dùng machine learning của Photoshop mà nó gọi là thực sự ấn tượng cả. Trừ một cái Smart Object Select ra, là một cái gần như là duy nhất là mình mới thấy. Còn lại thì nó đang tỏ ra thua thiệt một cái phần mềm mà mình sẽ giới thiệu cho anh em ngày hôm nay. Thì cách đây khoảng cỡ 1 năm thì mình đã từng giới thiệu cái phiên bản thứ ba của Lumina rồi. Tuy nhiên là tới phiên bản thứ tư này nó có rất là nhiều cái điểm khác biệt. Cái link để các bạn có thể tải cái bản sử dụng thử là ngay phía dưới phần description, phần mô tả. Hãy dùng thử để chúng ta biết thử coi là cái khác biệt của phần mềm này với lại phần mềm Lightroom hoặc là Photoshop nó như thế nào ha. Thì phần mềm này nó cũng có thể sử dụng là một cái plugin cho Photoshop luôn. Cho nên như các bạn còn cảm thấy ái ngại về cái vấn đề là chúng ta sử dụng nó như là một cái phần mềm riêng biệt á, thì các bạn có thể yên tâm, chúng ta có thể sử dụng nó như là một cái plugin ha. Rồi, để tải thì các bạn có thể vô cái link ngay phía dưới phần description hoặc là phía dưới phần comment. Các bạn vô cái menu Lumina và các bạn bấm nút trial, download trial ngay đây để chúng ta tải cái phiên bản dùng thử về. Thực ra cái phiên bản này nó rẻ hơn Lightroom Photoshop rất là nhiều. Lightroom Photoshop thì anh em phải sử dụng gọi là mua đứt, không phải là mua đứt mà gọi là mua hàng tháng đó, subscription đó. Thì hàng tháng các bạn phải trả cái gói tối thiểu nhất hiện tại là 10 đô. Hình như nhớ không nhầm là 10 đô một tháng cho phần mềm Photoshop và Lightroom ha. Thì với Lumina thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Nó sẽ là 89 đô thì phải, 89 đô để dùng thoải mái ha. Gọi là xài chán chê luôn á, xài cho hai máy ha, xài chán chê luôn. Có thể sử dụng như là plugin cho cái này luôn. Thì các bạn có thể tải về. Thì bây giờ mình sẽ chạy cái Lumina 4. Như hồi đầu mình có giới thiệu cho các bạn nó về AI á, thì ở phiên bản thứ tư này, cái Lumina Skylum là cái hãng mà sản xuất này, nó tạo ra khá là nhiều cái công cụ ứng dụng AI ở trong này, bao gồm ví dụ như là AI tự động thay thế nền trời, tự động gọi là xác định được khuôn mặt để sử dụng AI để tăng cái retouch da và hình chân dung ha, và một số cái khác nữa, ví dụ như là tạo sunray rồi smack gì rồi gọi là smack contrast ha, tự động thêm contrast vào những nơi cần contrast. Nó khá là hơi hơi mù mờ thì các bạn có thể thử, các bạn sẽ biết ha. Còn AI thì ở đây nó có AI tự động xác định nền trời để nó điều chỉnh cái nền trời sao cho nó sâu nhất có thể nữa, khá là hay ho. Thì ở đây các bạn, khi các bạn tải về, các bạn cài vô máy thì mặc định lúc đầu nó sẽ chưa có cái catalog nào giống như là Lightroom vậy đó, thì các bạn sẽ phải tạo cái catalog trước ha. Thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái trong picture đại diện đặt tên ví dụ là HP Photoshop kiểu vậy và save, thì chúng ta sẽ tự động nó bắt đầu nó mở cái catalog mới ra. Tất nhiên mặc định ở trong catalog này chưa có gì cả, các bạn sẽ phải import hình vô. Ở phía trên góc trên bên trái các bạn sẽ thấy ngay cái nút dấu cộng, các bạn sẽ bấm vào đó và chọn là add folder with image. Ở đây thì các bạn sẽ chọn vào cái folder mà các bạn muốn import hình vô, ví dụ như là các bạn đi chụp hình cho gấu, cho crush chẳng hạn vậy, các bạn tải về thì nguyên một đống file raw đó các bạn cho thẳng vô cùng một cái folder ha. Thì ở đây các bạn sẽ bấm add folder đó, thì toàn bộ những cái hình ở trong cái folder đó nó sẽ import vô cái catalog này ha. Thì các bạn thể thấy ở đây mình có xương xương khá là nhiều stock, rồi cái stock này mình để làm cho cái gọi là cái khóa học Playroom sắp ra mình sẽ có ha. Thì ở phiên bản 3 thì nó có một số cái thay đổi. Phiên bản 4 nó khác so với lại phiên bản 3. Các bạn có nhớ ở cái phiên bản 3 mình gọi là mình ấn tượng với lại một cái gọi là một 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 cái chức năng, đó là cho phép người dùng tự thay đổi cái workflow, cho phép người dùng tự thay đổi workflow. Thì ở trong phiên bản này á, trong phiên bản 4 á thì nó cố định rồi, không cho thay đổi cái workflow nữa. Nó cố định giống như là Lightroom vậy đó ha. Thì bây giờ chúng ta có những cái nhóm công cụ gọi là nó đơn giản hơn, dễ dùng hơn, và cái phần mềm Lumina 4 bây giờ cái phiên bản này mình cảm thấy nó tốt hơn rất là nhiều cho những anh em không phải là nhiếp ảnh gia quá nghiệp dư, có nghĩa là chúng ta không không có cần sử dụng một cái lượng, không phải xử lý một lượng hình ảnh quá lớn ha. Ví dụ như là các bạn làm chuyên nghiệp hay là các bạn chuyên đi chụp hình thì mỗi ngày các bạn sẽ phải sử dụng rất
phải chỉnh rất 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 nhiều hình, có thể cả ngàn hình hoặc là mấy trăm hình một lần. Còn như kiểu chụp bình thường, chụp gọi là chuyên nghiệp, chụp chân dung thôi, thì phần mềm Lumina lại sẽ ok hơn. Bởi vì cái phần library của Lumina nó không tốt bằng so với lại Lightroom, cá nhân mình cảm thấy thế ha. Thì với Edit thì nó sẽ tinh gọn hơn rất là nhiều so với lại Lightroom. Bởi vì ở đây nó sẽ có rất là nhiều cái công cụ, nó thiên hướng về phần tự động nhiều hơn, nó tự động hóa nhiều hơn so với lại Lightroom. Cho nên là những thằng lười giống như mình sẽ rất thích phần mềm này ha. Mình hy vọng là thế. Rồi, ở đây các bạn sẽ thấy ở bên, các bạn sẽ có những cái tab Library và Edit ha. Edit thì bây giờ nó khác với lại Lumina 3 rồi. Thì đây chúng ta sẽ có Layer nè, một số công cụ về Canvas là bao gồm Crop, xóa và Clone Stamp ha. Clone Stamp là nó khác với lại Lightroom đó. Lightroom không có Clone Stamp, chúng ta có Eraser thôi. Nó giống như là Healing Brush của Lightroom vậy đó. Tiếp theo là về ánh sáng, Essential, về ánh sáng, về màu sắc các thứ. Tiếp theo là về Creative, có những là công cụ để chúng ta sáng tạo, bao gồm mà thay đổi nền trời, tạo sunray, tạo tia nắng đó, rồi làm cho ảnh nó drama hơn, kiểu nó cine hơn kiểu thế. Rồi một nhóm công cụ chuyên về portrait, tức là chuyên về chân dung, và một số công cụ gọi là pro nữa ha. Mình không hiểu tại sao nó lại đặt tên là pro, có thể là những công cụ khó dùng hơn hay sao đó kiểu thế. Rồi thì ở đây các bạn khi thêm hình cho rồi thì các bạn có thể thấy tổng quan của chúng ta sẽ có bao gồm những công cụ như thế. Phía bên này các bạn sẽ click vô để chúng ta tạo sổ ra nguyên cái nhóm công cụ con ở trong một cái nhóm lớn như vậy ha. Ví dụ như là light thì các bạn sẽ thay đổi về exposure, ánh sáng, rồi temperature các thứ đó. Những cái này thì có thể các bạn đã quen thuộc ở bên Lightroom rồi ha, thì mình không nhắc tới nữa bởi vì nó đơn giản, nó nhóm lại thôi. Tuy nhiên ở đây có những thứ mới, AI ha. AI ở đây bao gồm AI Accent. Accent nó giống như là Smart Contrast vậy đó, nhưng mà mình cảm thấy về cái Accent thì nó sẽ tách biệt hơn, nó sẽ nhận diện được phần người và phần cảnh để nó không có gọi là tăng contrast quá nhiều vào phần người. Mình cảm thấy đây là một cái tính năng rất là hay. Sky Enhance thì nó tự động nó thay đổi nền trời, ví dụ như là hình này đi. Mình sẽ click qua và mình chờ lúc một chút xíu để cho nó load cái hình, load file này, và nó sẽ mở cái bật cái công cụ lên cho chúng ta sau khi đã xử lý xong cái phần nền. Cá nhân mình cảm giác là trong cái quá trình sử dụng như vậy á, thì cái công cụ nó load khá là chậm, nó khá là chậm. Mình chưa biết, có thể là những hy vọng là những cái phiên bản sau nó sẽ ok hơn. Tuy nhiên ở phiên bản 4 chấm mấy này á, phiên bản 4.1, 4.2 gì đó mình đang xài, thì mình cảm thấy nó không ok lắm bởi vì nó hơi chậm. Nhưng mà những công cụ rất là ngon ha. Đây ví dụ như là Sky Enhance thì nó sẽ tự động nó xác định đâu là nền trời của các bạn, đâu là trời, và nó sẽ tự làm cho cái nền trời của các bạn nó sâu màu hơn, nó đậm đà hơn, nó nổi bật hơn ha. Các bạn có thể thấy nó nhận diện khá là hay ha. Thì đó là một số cái nhóm. Ở trong video này thì mình muốn gọi là giới thiệu xương xương các bạn thế, để cho các bạn nắm rõ thôi. Color thì chúng ta sẽ có về cái tăng giảm màu sắc, tăng giảm cái bị nhiễu màu ha. Một số cái công cụ khác như detail rồi những cái khác. Creative thì các bạn sẽ có AI Sky Refinement. Ở đây các bạn sẽ có thể chọn Sky. Đó, mình sẽ check thử coi là chọn. Đó, thì các bạn có thể thấy nó tự động nó ghép vô khá là hay. Mình sẽ có một video nói riêng về cái vấn đề này sau nhé. Rồi, một số những cái công cụ khác, ví dụ như là Sunray, tự tạo mặt trời nè. Đâu rồi, mình sẽ tự tạo mặt trời đó. Màu, tăng là màu lên. Đó, mình sẽ thử thay đổi này. À, các bạn có thể tự thấy nó cũng thay đổi nhiều đó, nó sẽ tự động xác nhận đâu ở đâu có cái vật cản để nó không có bị chói ha. Nó cũng khá là hay. Mình sẽ tắt cái này đi, mình không thích lắm. Dramatic ha, matte look, physical các thứ đồ thì các bạn có thể tự mò nha. Rồi phần portrait thì nó có cái AI Skin Enhance. Đâu, mình sẽ thử với lại cái hình này đi. Đây, AI Skin Enhance. Sẽ có rất là nhiều bạn thắc mắc là tại sao những cái về chỉnh chân dung này không làm luôn trong Photoshop cho nó nhanh. Các bạn nhầm về mục đích sử dụng. Về những cái mục đích sử dụng của Lumina này thì nó nói gì thì nói, nó vẫn giống như là Lightroom vậy đó. Nó ưu tiên xử lý số lượng lớn. Cho nên là nếu như các bạn làm một số lượng file lớn á, thì các bạn mới cảm thấy là cái phần mềm này rất tiện ha. Ví dụ như là các bạn làm một lần chụp hình chẳng hạn vậy, toàn là hình chân dung, thì các bạn sẽ muốn là có một cái bước xử lý nền trước khi mà chúng ta xử lý chi tiết ở trong Photoshop, đúng không? Đó, thì
Thì Lumina nó là một cái công cụ để chúng ta xử lý nền như vậy. Nó giống như là cái tác dụng của thằng Portrader vậy đó, nhưng mà cái này là một phần mềm luôn và nó cũng thể là một plugin nữa ha. Thì ở đây các bạn có thể thấy khi chúng ta kéo thanh này lên, đối với lại trong Lumina thì các bạn có thể thấy là chúng ta điều chỉnh khá là cơ bản bằng cách chúng ta tăng giảm, còn lại là AI lo hết. Ví dụ như là AI Skin Defect Removal. Skin defect có nghĩa là những cái gọi là nó gọi là những cái vết hằn hoặc là những cái chi tiết không tốt ở trên da, ví dụ như là những cái mụn, những cái chi tiết kiểu thế, thì nó sẽ tự động nó xóa. Mình sẽ tìm thử qua một cái hình nào khác về đây. Đây cái hình này portrait gọi là nó ok hơn này. Thì ở đây nó sẽ tự động nó sẽ xác định được là ở đâu là phần da, đâu là ở trên da nó có những cái khiếm khuyết, đúng là cái chữ khiếm khuyết, xin lỗi mình tìm mãi không ra cái từ nào đó. Các bạn tăng lên thì các bạn sẽ thấy là cái phần da của chúng ta nó sẽ tự động nó đó, nó không có làm mịn da nha, chính xác nó không làm mịn da mà nó làm thay đổi cái phần contrast bị dao động, và nó làm cho cái skin nó đều hơn ha, nó đều nhưng mà nó vẫn có chi tiết da, nó khá là hay chỗ đó. Và mình sẽ check vào cái AI Skin Defect Removal, xóa những cái khiếm khuyết ở trên da đó, và chờ một lúc để cho nó xử lý. Và các bạn mình sẽ coi thử, gọi đó tự động nó sẽ mất cái phần này, các bạn thấy không? Đây là tắt này, bật này, tắt bật tắt bật, cũng có nhiều cái nó xử lý đi khá là hay. Tuy nhiên đây có vẻ như là nó chơi luôn cái mũi của mình rồi. Thì mình có thể xử lý được bằng cách edit cái mask này, thì mình sẽ có một cái video riêng về xử lý portrait ở trên Skyline Lumina nhé. Rồi, Pro thì ở đây mình có Advanced Contrast, có nghĩa là chỉnh contrast theo từng vùng. Các bạn có thể chỉnh contrast ở cái khu vực highlight riêng, contrast ở khu vực mid tone riêng và shadow riêng nữa. Nó khá là phức tạp. Tất nhiên là những cái này thì những bạn nào mà chuyên chụp ảnh gọi là chụp ảnh dynamic range cao, ví dụ như là high dynamic range hoặc là chụp phong cảnh thì các bạn sẽ cần cái này hơn. Hoặc là các bạn chụp trong studio, hoặc các bạn chụp những cái ảnh về commercial, ảnh quảng cáo đó, thì các bạn cần chi tiết cao hơn ha. Đó, thì nó phức tạp hơn chút xíu. Thì nó là sương sương sơ qua về cái một số cái tính năng. Bên này thì tap info thì không nói làm gì rồi, coi info ở tấm hình thôi ha. Thì ở đây nó các bạn có thể tạo ra layer riêng nữa, nó có thêm quản lý layer nữa, và cái này nó khác với Lightroom, bởi vì chúng ta không tạo layer được. Ở đây các bạn có thể thêm những cái layer mới được ha. Rồi ở đây thì có một cái đó là các bạn có thể add cái Lumina này giống như là một cái gọi là một cái plugin ở trong một cái phần mềm khác, ví dụ như là Photoshop, ví dụ như là Lightroom. Các bạn sẽ vào File và chọn là Install Plugin. Mình đang sử dụng Mac thì nó nằm ở trong cái Lumina, và các bạn Install Plugin và các bạn chờ chút xíu để cho nó chạy. Như ở đây mình hồi nãy mình đã thử Install vào trong Photoshop, và bây giờ các bạn mở Photoshop thì các bạn sẽ thấy ngay nó là một cái plugin ở trong Photoshop, nó giống như là một cái Portrader vậy thôi ha, nó khá là dễ. Và khi các bạn mở trong Photoshop thì nó sẽ hiện ra một cái giao diện y chang như thế này, và các bạn click apply thì nó sẽ hiện thành một cái smart object cho các bạn thôi. Nó đơn giản như vậy, nó không có gì gọi là nó phức tạp cả, nhưng mà nó tiện hơn, bởi vì nếu các bạn làm trong cái không gian là Photoshop các bạn quen rồi thì nó sẽ ok hơn ha. Và sau khi làm xong rồi các bạn có thể xuất file ra bằng cách chúng ta làm y chang như là bên Lightroom vậy đó, click chuột phải và chọn export ngay đây. Export các bạn chọn nhiều đúng không? Thì ví dụ như là các bạn không thấy cái thanh film strip bên này, các bạn vào view các bạn sẽ thấy ngay cái hai và show film strip ha, tắt bật cái film strip bên này để chúng ta có thể làm số lượng lớn. Ví dụ như là chọn hai hình này, các bạn bấm chuột phải chỉnh hình này rồi đúng không? Bấm chuột phải adjustment và chọn sync adjustment, y chang như là sync setting ở trong Lightroom vậy. Sau khi xong rồi các bạn có thể bấm chuột phải và chọn export để chúng ta xuất cái hình này ra ngoài ha. Ví dụ như là mình muốn xuất cái hình này ra ngoài, đi export xuất ra desktop chẳng hạn vậy, picture thì mình sẽ chọn là desktop đây, desktop rồi. Điều chỉnh được luôn, những cái này nó rất là tiện khi các bạn xuất file để các bạn up lên Facebook chẳng hạn vậy, thì các bạn có thể ngay lập tức chúng ta sharpen thì các bạn để lâu này, Long Edge thì để upload Facebook mình có một vài cái video rồi đó, thì cái Long Edge lúc nào nó cũng sẽ là 248 pixel ha. Thì đây nó mặc định nó là pixel luôn, thì các bạn chỉ cần điền 2048 thôi. Format thì các bạn để là PNG, tất nhiên mặc định nó sẽ là JPEG, thì các bạn nhớ kéo quality lên trên 100% để cho nó chất lượng cao nhất. Còn nếu như các bạn xuất để up lên Facebook thì các bạn để PNG và các bạn bấm save thì nó sẽ lưu cái hình này ra thành một cái file ở ngoài riêng. Thì đó là tổng quan về cái chương trình này, nó khá là đơn giản dễ dùng ha.
Nhưng mà đối với cá nhân mình thì mình cảm thấy với những cái tính năng mà nó dễ dùng mà nó thiên nhiều về cái AI thì riêng phần mềm này nó là một cái phiên bản nâng cấp rất là đáng giá và nó rẻ nữa. Thì nếu như các bạn muốn, các bạn có thể mua cái phần mềm này với một cái giá rẻ hơn, con số 89 đô nữa. Đâu rồi, mình thử click vào buy now nè. À, mình nhớ là hồi đó Lumina nó gửi cho mình một cái code giảm giá với thương hiệu của mình luôn. Mình không biết tại sao người ta biết tới mình, nhưng mà buy now này. Đó, các bạn click vô, ví dụ như là gói thấp nhất Inspiration Edition thì nó sẽ có Lumina, một số cái lock, có nghĩa là giống như là một cái preset vậy đó, y chang preset thôi. Thì đây, các bạn nhấn vô Enter Promotion Code ha, và các bạn điền là HP Photoshop. Ở đây đang là 89 đô đúng không? Apply cái còn 79 đô. 79 đô, 80, coi như 80 đô đi, thì loanh quanh khoảng cỡ 1 triệu 6, khá là rẻ cho một cái phần mềm và sử dụng miễn phí nữa. Và tất nhiên có rất là nhiều cái công cụ gọi là cao cấp, ví dụ như là bạn là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng Lumina song song với lại Photoshop và Lightroom được, bởi vì nó là một cái plugin luôn ha. Thì nó đơn giản như vậy thôi. Đó toàn bộ video ngày hôm nay. Mình sẽ có những video riêng về xử lý ảnh phong cảnh, về xử lý ảnh chân dung, một số cái linh tinh nữa ở trong Lumina 4, và mình hy vọng các bạn sẽ ủng hộ mình. Hãy comment cho mình biết là các bạn muốn mình làm về vấn đề gì, về Photoshop, về Lumina, về Lightroom, về bất cứ phần mềm nào các bạn thích. Nhớ như là chỉnh hình nha, bởi vì chuyên môn mà ha. Thì ở đây mình có nhiều cái video khác, các bạn có thể click vô để tham khảo nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hpphotoshop.com. Bye bye.